Quân Linh kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đón xem bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Trong bản tin tối nay, tối ngày 30 tháng 6 năm 2023, mời quý vị theo dõi các tin đáng chú ý sau đây. Tăng trưởng GDP của Canada không thay đổi trong tháng 4. Airbnb trở thành mục tiêu mới nhất của những kẻ lừa đảo tìm cách đánh lừa danh tính để nhận mortgage. Hàng trăm người thuê nhà ở Toronto đình công không trả tiền thuê nhà. Ontario giới hạn tiền thuê nhà năm 2024 tăng ở mức 2,5% và không áp dụng cho các đơn vị nhà ở mới hơn. Canada cập nhật lời khuyên du lịch đến Pháp trong bối cảnh cuộc biểu tình chống cảnh sát. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Mời quý vị chú ý theo dõi. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi cũng mời quý vị ủng hộ cho chương trình này bằng cách bấm like, và bấm vào nút subscribe để đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất rất cảm ơn quý vị và sau đây là bản tin chi tiết khói trở lại GTA hôm nay với thời tiết bất ổn cho ngày Quốc Khánh Canada đây Ngày thứ sáu bắt đầu ở khu vực Toronto với chất lượng không khí tồi tệ nhất trên thế giới do khói từ các đám cháy rừng ở phía Bắc. Bộ Môi trường Canada đã ban hành một tuyên bố đặc biệt về chất lượng không khí cho miền Nam Ontario, cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí cao. Khói dự kiến sẽ kéo dài suốt cuối tuần dài, làm ảnh hưởng tới điều kiện thời tiết và thậm chí cả màn bắn pháo hoa vào buổi tối. Các cơ quan y tế khuyên người dân, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, hạn chế đi ra ngoài trời và tình trạng sương mù dự kiến sẽ giảm bớt vào ngày Chúa Nhật và ngày thứ hai, nhưng mà thời tiết nóng ẩm sẽ tiếp tục. Vào đầu tháng này, các vụ cháy rừng đã gây ra các vấn đề về chất lượng không khí ở vùng Đông Bắc, Hoa Kỳ và Great Lakes. Montreal xếp hạng chất lượng không khí tồi tệ thứ hai trên thế giới. Montreal đứng thứ hai về chất lượng không khí tồi tệ nhất trên toàn cầu vào ngày thứ sáu do khói từ các vụ cháy rừng đang diễn ra trong tỉnh. Toronto và New York lần lượt giữ ở vị trí thứ nhất và thứ ba. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo sương mù cho Quebec kể từ hôm thứ Tư do nồng độ hạt vật chất mịn vẫn ở mức cao. Chỉ số chất lượng không khí của Montreal là 134, với điểm nguy cơ cao là 7 trên chỉ số sức khỏe chất lượng không khí một số những cơ sở thể thao ở ngoài trời đã phải đóng cửa do chất lượng không khí kém. Dự kiến sẽ có mưa vào ngày buổi chiều, sau đó là thời tiết nóng và ôi bức vào ngày thứ Bảy với nguy cơ có dòng bão. Các cơ quan y tế khuyên người dân tại Quebec, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương hạn chế tiếp xúc với ngoài trời. Pháo hoa của ngày quốc khánh Canada Day ở Montreal và đêm khai mạc La Ron đã bị hủy bỏ do những lo ngại về chất lượng không khí. Một số khu vực ở Quebec cũng trải qua xương khối từ các vụ cháy rừng. Tăng trưởng GDP của Canada không thay đổi trong tháng 4, thấp hơn kỳ vọng ban đầu. Trong tháng 4, tăng trưởng kinh tế của Canada vẫn ổn định và các ngành khai khoáng, dầu khí cũng như là ngành bất động sản đều tăng trưởng. Tuy nhiên, khu vực công đã giảm 0,3%, do cuộc đình công của công nhân chính phủ liên bang sản xuất cũng chứng kiến sự sụp giảm đầu tiên trong 4 tháng. Cơ quan thống kê Canada đã sửa đổi ước tính trước đó cho tháng 3, cho thấy mức tăng khiêm tốn là 0,1% thay vì giảm nhẹ. Ước tính nhanh của tháng 5 cho thấy mức tăng trưởng GDP là 0,4% có thể được sửa đổi. Sự tăng trưởng dự kiến được thúc đẩy bởi sự phục hồi trong hoạt động của các khu vực công sau cuộc đình công, cùng với lợi nhuận trong lĩnh vực sản xuất và thương mại bán buôn và sức mạnh không ngừng của thị trường bất động sản nhà kinh tế cấp cao của CIPC dự đoán rằng quý thứ hai của năm sẽ có mức tăng trưởng hàng năm là 1,4%, cao hơn so với dự báo 1% của Ngân hàng Trung ương Canada cho cùng kỳ. Ngân hàng Canada chuẩn bị công bố khảo sát triển vọng kinh doanh và khảo sát Canada và kỳ vọng của người tiêu dùng vào ngày thứ Sáu. Điều này xảy ra trước quyết định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương vào ngày 12 tháng 7 đầu tháng này, ngân hàng đã tăng lãi suất chính sách cơ bản lên 4,75% trong nỗ lực chống lạm phát và muốn đạt được mục tiêu là 2%. Trừ khi có những bất ngờ trong các cuộc khảo sát của ngân hàng hoặc là báo cáo việc làm trong tháng 6 vào tuần tới, CIPC dự báo sẽ không có đợt tăng lãi suất vào tháng 7 và tăng 1 điểm phần trăm cuối cùng vào tháng 9. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Khảo sát của Ngân hàng Canada cho thấy có ít doanh nghiệp và người tiêu dùng dự đoán sẽ có cuộc suy thoái trong quý này. Các cuộc khảo sát gần đây của Ngân hàng Canada cho thấy ít người tiêu dùng và doanh nghiệp dự đoán sẽ có cuộc suy thoái kinh tế hơn so với quý trước. Chỉ có một phần ba các công ty hiện nay đang chuẩn bị cho suy thoái kinh tế giảm so với một nửa vào đầu năm và 50% người tiêu dùng dự đoán suy thoái kinh tế giảm từ 58% vào đầu năm 2023. Người tiêu dùng lạc quan hơn về tương lai của nền kinh tế với kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm đáng kể đối với họ. Đặc biệt là chi phí thực phẩm và sự sụt giảm giá trị của các tài sản chính như là quỹ hưu trí. Những người nắm giữ thế chấp có lãi suất thay đổi đang cảm thấy tác động của việc tăng lãi suất và đang cắt giảm chi tiêu. Mà khá các doanh nghiệp đang ngày càng lo lắng về nhu cầu chậm lại, đặc biệt là những doanh nghiệp dựa vào chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao hơn. Sự bi quan của người tiêu dùng về lạm phát vẫn còn. 44% kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì ở mức trên 5% trong 2 năm tới, trong khi 30% doanh nghiệp dự đoán lạm phát sẽ giảm xuống ở mục tiêu là 2% của Ngân hàng Trung ương Canada trong cùng kỳ. Một số doanh nghiệp, khoảng 16%, dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài cho tới năm 2028 và hơn thế nữa, nguyên nhân là do chi tiêu chính phủ cao và nhu cầu mạnh về nhà ở tình trạng thiếu lao động ít gây lo ngại hơn cho các doanh nghiệp do lượng nhập cư gia tăng và ít doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng mức độ nhân sự của họ. Tăng trưởng tiền lương dự kiến sẽ chậm lại trong 12 tháng tới, với mức giảm tiếp theo được dự đoán vào năm 2025-2026. Dữ liệu của cơ quan thống kê Canada cũng cho thấy tỷ lệ của vị trí tuyển dụng giảm 8,4% trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho tới tháng 4 năm nay cũng phản ánh áp lực giảm bớt trong thị trường lao động. Khởi công xây dựng trường tiểu học tiếng Pháp mới ở Regina. Một trường tiểu học tiếng Pháp mẫu giáo đến lớp 6 mới sẽ được xây dựng ở phía bắc của Regina, trường sẽ mở cửa vào tháng 1 năm 2025 với sức chứa trên 325 học sinh. Chính phủ Saskatchewan đang đầu tư khoảng 23,5 triệu đô la vào dự án này. Ngôi trường là một phần trong kế hoạch xây dựng ba ngôi trường nổi tiếng Pháp mới trong tỉnh. Ngôi trường mới sẽ có diện tích ước tính là 3.547 m2 và cũng sẽ bao gồm 51 chỗ chăm sóc trẻ em. Chính phủ Canada sẽ đóng góp 3,9 triệu đô la cho không gian tổ chức sự kiện và văn hóa cộng đồng trong cơ sở này. Airbnb trở thành mục tiêu mới nhất của những kẻ lừa đảo tìm cách đánh cắp danh tính để nhận mortgage tại khu vực Greater Toronto, một nhóm lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào những chủ nhà nhẹ dạ đang cho thuê nhà trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như là Airbnb và đánh cắp danh tính của chủ nhà. Bọn tội phạm có quyền truy cập vào các tài sản và lấy thông tin nhận dạng trong khi đóng giả là những người thuê nhà ngắn hạn. Sử dụng danh tính bị đánh cắp, bảo đảm cho các khoản thế chấp gian lận từ những người cho vay tư nhân dẫn đến tổn thất tài sản đáng kể. J. Allen McDougall đã bị bắt và bị buộc tội với nhiều tội danh gian lận và sửa tiền liên quan tới kế hoạch này. Anh đã cố gắng bảo đảm cho các khoản thế chấp gian lận trị giá khoảng 2,5 triệu đô la cho ít nhất 5 ngôi nhà, gây thiệt hại thực tế là khoảng 1 triệu đô la cho những người cho vay. Những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn sử dụng Airbnb như là một phương tiện để tiếp cận với các ngôi nhà một cách nhanh hơn, hợp túi tiền hơn. Sau khi đi vào bên trong, họ tìm kiếm thông tin nhận dạng chẳng hạn như sao kê thể tín dụng hòa hóa đơn để tạo id giả sau đó họ sử dụng để đăng ký thế chấp họ thậm chí có thể mời một thẩm định viên để đánh giá giá trị của ngôi nhà một yêu cầu đối với những người cho vay tư nhân các công ty bảo hiểm quyền sở hữu và các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra những trường hợp này và dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ và buộc tội chủ sở hữu nhà tham gia cho thuê ngắn hạn nên bảo vệ thông tin cá nhân của họ, khóa những hồ sơ bí mật, bảo mật thư của họ và thực hiện các biện pháp bảo vệ khác để ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính. Ngoài ra, thì chủ sở hữu nhà có thể cân nhắc mua bảo hiểm quyền sở hữu để bảo vệ mình khỏi gian lận thế chấp. Nghĩa Trang và nhà quàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần Highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp diện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Hàng trăm người thuê nhà ở Toronto đình công không trả tiền thuê nhà. Khoảng 200 cư dân tại 33 King Street và những người thuê nhà tại một tòa nhà cao tầng khác thuộc sở hữu của Dream. 22 John Street trong cộng đồng York Southwestern đã khởi xướng một cuộc đình công thuê nhà để phản đối việc tăng tiền thuê nhà và quản lý yếu kém của chủ sở hữu công ty của họ, đó là công ty Dream. Các tòa nhà có thể chứa tới tổng cộng hơn 300 căn hộ công đoàn người thuê nhà York South Western tuyên bố rằng mức tăng tiền thuê theo hướng dẫn gây tranh cãi đã được sử dụng trong thập kỷ qua. 33 King Street dẫn tới tiền thuê tăng 22% trong 5 năm. Trong khi đó, thì những người thuê nhà tại 22 John Street, mặc dù là sống trong một tòa nhà được kiểm soát tiền thuê, đã phải trải qua những đợt tăng giá thuê từ 7-10% cho tới hàng năm kể từ khi tòa nhà hoạt động vào năm 2018 công đoàn cũng viện dẫn sự suy giảm của các dịch vụ do quá trình xây dựng đang diễn ra đã khiến cho các tiện nghi như là hồ bơi và ban công không thể tiếp cận được trong hơn một năm. Dream, một công ty Canada có tài sản lớn và các đơn vị cho thuê, bị cáo buộc là đã không giải quyết được các yêu cầu của người thuê trong cuộc họp. Vào ngày thứ Sáu, thì những người thuê nhà có kế hoạch gửi thơ báo tới Dream với ba yêu cầu cụ thể rút lại các hướng dẫn về mức tăng tiền thuê, còn gọi là EGI hiện có, cam kết không có EGI nào nữa và bồi thường cho việc mất các dịch vụ và tiện nghi. Cuộc đình công của những người thuê nhà tại 33 King Street sẽ bước sang tháng thứ 2 vào ngày 1 tháng 7. Canada cập nhật lời khuyên du lịch đến Pháp trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống cảnh sát. Canada đã ban hành các khuyến cáo du lịch. Cảnh báo du khách về các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên 17 tuổi. Các cuộc biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát đã dẫn đến sự gián đoạn trong các dịch vụ giao thông vận tải, phá hoại đốt phá và đụng độ với cảnh sát. Khách du lịch được khuyến cáo nên thận trọng, theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương, làm theo hướng dẫn của chính quyền và các biện pháp an ninh được tăng cường, đặc biệt là ở thủ đô Paris. Ontario giới hạn tiền thuê nhà năm 2024 tăng ở mức 2,5%, không áp dụng cho các đơn vị nhà ở mới. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhà ở của thành phố Steve Cratch, chủ nhà tại Ontario sẽ được phép tăng tiền thuê nhà lên tới 2,5% vào tháng tới. Tỷ lệ này phù hợp với mức tăng cho phép trong năm nay và thấp hơn tỷ lệ lạm phát trung bình là 5,9%. Giới hạn không áp dụng cho các đơn vị cho thuê được sử dụng sau ngày 15 tháng 11 năm 2018 chủ nhà có thể tìm kiếm mức tăng cao hơn bằng cách nộp đơn tới Landlord and Tenant Board. Họ phải thông báo bằng văn bản cho người thuê nhà ít nhất là 90 ngày và tiền thuê nhà chỉ có thể tăng mỗi năm một lần. Các nhà phê bình cho rằng mức tăng 2,5% sẽ làm trầm trọng, trọng thêm cuộc khủng hoảng khả năng chi trả nhà ở, đặc biệt là khi xem xét giá thuê cao và mức lương trì trệ của hầu hết người dân Ontario. Trong thời kỳ đại dịch, Chính phủ đặt ra hướng dẫn tăng tiền thuê nhà ở mức 0% vào năm 2021 và tăng lên 1,2% vào năm 2022. Sân bay Billy Bishop của Toronto sẽ có nhiều chuyến bay đến Hoa Kỳ hơn. Sân bay Billy Bishop của Toronto sắp ra mắt một số cơ sở làm thủ tục trước cho các chuyến bay đến Hoa Kỳ, cho phép hành khách làm thủ tục hải quan và nhập cư Hoa Kỳ trước khi khởi hành. Với 30 triệu đô la tài trợ, Cơ sở này nhằm mục đích giảm tắc nghẽn và thời gian chờ đợi, thu hút nhiều du khách hơn từ sân bay quốc tế Pearson. Cư dân Toronto giờ đây sẽ có một lựa chọn thuận tiện hơn cho các chuyến bay đến Hoa Kỳ và sân bay Billy Bishop có thể thêm các chuyến bay mới đến các thành phố cần thông quan trước. Sân bay có kế hoạch bao gồm ít nhất là 10 điểm đến mới đến Hoa Kỳ, chẳng hạn như Philadelphia và Atlanta. Toronto trở thành thành phố duy nhất trên thế giới có hai sân bay được cấp phép làm thủ tục nhập cảnh trước của Hoa Kỳ. Ngày khai trương sẽ được thông báo sau. Các địa điểm tham quan cốt lõi của trung tâm khoa học phải đối mặt với việc cắt giảm tại địa điểm mới, đó là Ontario Place. Theo các tài liệu của tỉnh, thì các điểm tham quan cốt lõi của Trung tâm Khoa học Ontario, còn gọi là Science Center Ontario, có thể không tồn tại khi chuyển tới Ontario Place do hạn chế về không gian. Vị trí mới thiếu không gian cần thiết cho khu rừng nhiệt đới trong nhà, sân chơi phiêu lưu ngoài trời và cung thiên văn lớn. Cơ sở hạ tầng Ontario đã đưa ra yêu cầu đề xuất lập kế hoạch và thiết kế trung tâm khoa học mới. Đây sẽ là một trong ba điểm thu hút hàng đầu tại Ontario Place được thiết kế lại. Chính phủ dự định xây dựng một cơ sở độc đáo và tiết kiệm năng lượng với bãi đậu xe ngầm và trang bị thêm cho khu di sản hiện có và khu vực phức hợp Sinosphere tuy nhiên do yêu cầu giảm kích thước một số yếu tố của trung tâm khoa học có thể không phù hợp về mặt vật lý ở địa điểm mới tỉnh đã thừa nhận rằng những yếu tố bị loại trừ này là cốt lõi của trải nghiệm tổng thể và đang yêu cầu các nhà thầu xem xét kết hợp chúng vào các thiết kế mới dự án được đề cập bao gồm trải nghiệm nhập vai tương tự như là thalas rainforest một sân chơi phiêu lưu ngoài trời và một cung thiên văn mới hiện đại Việc di dời trung tâm khoa học được thúc đẩy bởi lượng người tham dự và doanh thu giảm, cũng như là nhu cầu sửa chữa cơ bản cần thiết. Các nhà quy hoạch đô thị và các nhóm vận động đã bày tỏ lo ngại về khả năng thu hẹp quy mô của trung tâm khoa học và các điểm tham quan chính. Ông tắc kéo dài tại phà PC vào dịp lễ cuối tuần. Phà PC chứng kiến ngày thứ Sáu với những dòng người xếp hàng dài và các nhà ga đông đúc nhiều khách hàng đến đảo Vancouver mà không có đặt trước phải chờ đợi tới 6 chuyến đi. Đến 1 giờ chiều, các chỗ trống không đặt trước, từ Sawasen đến Vịnh Swaz hầu như là đã được lấp đầy trong ngày. Chuyến đi dự phòng từ Horseshoe Bay đến Departure Bay cũng đã được đặt kín chỗ cho đến 8 giờ 30 tối. Tất cả các tuyến đường chính đều có nhu cầu lớn, Thêm vào đó, trang web của BC Ferries liên tục ngưng hoạt động khiến cho khách du lịch phải dựa vào các cập nhật trên mạng xã hội để biết thông tin. Tình trạng thiếu lao động gần đây của công ty và việc mất con tàu chủ chốt Coastal Celebration đã góp phần gây ra những rắc rối vào cuối tuần. Thời gian sửa chữa kéo dài của con tàu đã dẫn tới hơn 6.600 thay đổi đặt chỗ. PC Ferry đã khuyến khích du khách hãy sử dụng dịch vụ taxi để đến các bến. Một năm sau, đạo luật bài trừ người Hoa, người Canada gốc Hoa hướng tới tương lai. Ngày Canada năm nay đánh dấu cột mốc lịch sử đối với cộng đồng người Canada gốc Hoa kỷ niệm 100 năm ngày ban hành đạo luật nhập cư Trung Quốc, còn gọi là đạo luật bài trừ người Trung Quốc. Luật phân biệt chủng tộc này đã tách biệt những người nhập cư Trung Quốc dựa vào chủng tộc của họ và gây ra tác hại đáng kể. Với các gia đình bị chia cắt trong hơn hai thập kỷ, cộng đồng phải đối mặt với nhiều rào cản và phân biệt đối xử làm ảnh hưởng tới sự phát triển và hội nhập của họ. Tuy nhiên sau thế chiến thứ hai, thì người Canada gốc Hoa vẫn vận động cho các quyền của họ dẫn tới việc bãi bỏ đạo luật phân biệt đối xử vào năm 1947. Kể từ đó thì cộng đồng đã có những bước tiến đáng kể, các gia đình được toàn tụ, quyền bầu cử được trao và các rào cản bị phá vỡ trong nhiều lĩnh vực. Cuộc triển lãm của trung tâm kể chuyện khu phố Tàu, hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục tôn vinh những thành tựu này và chia sẻ những câu chuyện về các gia đình nhiều thế hệ đã phải chịu đựng đạo lực loại trừ. Trong khi ngày Canada từng được một số người Canada gốc hoa trong lịch sử gọi là ngày sĩ nhục, thì ngày càng có nhiều lời kêu gọi biến ngày này trở thành một ngày để suy ngẫm, hòa giải và đối thoại quỹ di sản châu Á đã sử dụng ngày này để bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên của họ và thúc đẩy sự chữa lành, hiểu biết và liên minh giữa tất cả người dân Canada, hướng tới một tương lai toàn diện và đoàn kết hơn. Ngày Quốc Khánh Canada 2023, nơi nào mở cửa và nơi nào đóng cửa ở Toronto. Những nơi mở cửa còn có phòng trưng bày nghệ thuật Ontario AGO sẽ mở cửa từ 10 giờ 30 sáng cho tới 4 giờ chiều. AGO thường đóng cửa vào ngày thứ hai thì cũng sẽ mở cửa vào ngày thứ hai ngày 3 tháng 7 với cùng khung giờ. Ontario Science Center sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều ngày thứ bảy. Các rạp chiếu phim cũng mở cửa. Một số địa điểm bán lẻ Beer Store trong GTA sẽ mở cửa từ 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Go Transit sẽ theo lịch trình của ngày thứ bảy Dịch vụ TBC vào ngày thứ hai, ngày 3 tháng 7 sẽ hoạt động theo lịch trình phục vụ của ngày Chúa Nhật, nhưng mà sẽ bắt đầu sớm hơn vào khoảng 6 giờ sáng. Bất kỳ tuyến đường nào không hoạt động vào ngày Chúa Nhật sẽ không hoạt động vào ngày đó. Thủy cung Ripley sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối thứ bảy. Von sẽ mở cửa từ 11 giờ sáng cho tới 7 giờ tối ngày thứ bảy. Square One cũng sẽ mở cửa từ 11 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều ngày thứ bảy trung tâm mua sắm Toronto Eaton sẽ mở cửa từ 11 giờ sáng cho tới 7 giờ tối ngày thứ Bảy. Các địa điểm của Rapa Five Food mở cửa. Royal Ontario Museum sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ 30 chiều. Sở thú Toronto cũng sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Trong ngày quốc khánh thì những nơi đóng cửa đó là cửa hàng LCBO sẽ đóng cửa vào ngày thứ Bảy. LCBO sẽ mở cửa trở lại theo giờ bình thường vào ngày Chúa Nhật vào ngày thứ Hai cho những ngày nghỉ cuối tuần dài. Văn phòng chính quyền tỉnh và thành phố, các chi nhánh của Thư viện Công cộng Toronto đóng cửa vào ngày thứ Bảy. Hầu hết các cửa hàng tạp khóa đều đóng cửa, chỉ ngoại lệ một vài nơi. Sẽ không có dịch vụ phát thư vào ngày thứ Bảy, nhưng đến thứ Hai ngày 3 tháng 7 thì sẽ hoạt động lại bình thường. Tất cả các ngân hàng và một số cửa hàng bán lẻ đóng cửa trong ngày quốc khánh. Và đó là bản tin Canada tối nay trên kênh Thao Channel. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm like, bấm nút subscribe để đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thế giới và quý vị tiếp tục theo dõi.